Mình vừa mới unbox một chiếc xe mà có thể nói nó là một cái chiếc xe cực kỳ cao cấp của hãng Ingui. Và nó có một màu xanh, nó gọi là Aurora, giống như màu xanh may mắn của những chú công xinh đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy trên hình nha, là một cái mẫu xe mà nó có bánh béo. Đấy, cấu hình có giảm sóc ở giữa, giảm sóc ở trước. Đấy, và cái cổ này có thể gấp gọn được. Đấy, cũng như có thể nâng cao lên được, cho người 1m8 đến 1m9 cũng đi được ok luôn. Cái cọc yên này cũng có thể nâng lên hạ xuống một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Đấy, bằng một thao tác, chúng ta chỉ cần nới mỏ vịt ra là chúng ta có thể nâng được lên và khóa lại. Với cấu hình chiếc Pro Aurora này, nó mang trong mình một động cơ 1000W cho tốc độ lên đến 55 km/h nếu ở cực đại. Và một lần sạc pin thì khoảng cách di chuyển của các bạn nó sẽ được khoảng 120 km trợ lực điện tùy tải các bạn, hoặc các bạn đạp nhiều thì nó sẽ được nhiều hơn. Với cái hệ Shimano 8 cấp cho phép các bạn di chuyển cũng như đạp tập luyện thể dục thể thao một cách rất là nhịp nhàng, kết hợp với 5 số ở trên trợ lực điện giúp các bạn có thể tùy biến điều tốc đơn giản. Trên chiếc này nó có cái tay ga gạt, cho nên là các bạn dễ dàng điều chỉnh những cái tốc độ nó rất là dễ ở phía bên tay trái của các bạn. Ngoài ra cái hệ số an toàn của nó bao gồm phanh dầu, phanh đĩa dầu trước và sau, và hệ thống tự cảm biến là khi mà chúng ta bóp phanh thì nó sẽ ngắt động cơ, chúng ta ga nó cũng không đi nữa. Đấy, đây là chế độ an toàn cực kỳ luôn. Điều đặc biệt ở trên chiếc xe này ấy, là nó còn có một cái tính năng mà rất ít người biết, đó là cái chế độ sạc ngược. Là khi chúng ta đạp xe thì bật chế độ sạc ngược lên, hệ thống nó sẽ tự hiểu luôn là mình đang sạc ngược. Đó, và nó sẽ sạc lại cho quả pin này. Nó rất là hay như thế. Và nếu mà chúng ta có rất nhiều sức khỏe thì chúng ta lại sạc ngược lại cho quả pin, biến động năng thành điện năng. Đấy, nếu như chúng ta mệt thì chúng ta sẽ dùng trợ lực điện, ok chưa? Còn nếu mệt quá chúng ta vặn ga đi về. Đấy, trên những dòng xe của Ingui này nó có nhiều chế độ cực kỳ thông minh. Ví dụ như những chế độ vừa rồi mình vừa nói là chế độ sạc ngược. Ngoài ra nó còn có chế độ là tự động bật đèn vào buổi tối và tự động tắt đèn vào ban ngày. Đấy, tiếp đến nữa nó còn có chế độ là dắt bộ cùng chủ nhân. Khi mà các bạn muốn đi bộ mà chúng ta không muốn dắt xe nặng thì chúng ta sẽ dùng cái xe này để kéo chúng ta đi với tốc độ 5 km/h. Ok đó, hay không? Đấy, tiếp đến nữa là chúng ta có thể điều chỉnh tùy biến từng tốc độ một. Ví dụ ở trên chiếc xe này nó có 5 tốc độ từ P1 đến P5, thì chúng ta có thể điều chỉnh từng P1 luôn. Tức là nếu chúng ta đi ở P1 nó vẫn mạnh quá thì chúng ta giảm công suất xuống để nó yếu bớt đi và nó phù hợp với cả phong cách đi của các bạn. Dần dần nên các bạn cũng có thể tùy biến điều chỉnh với cả từ P2 đến P5 đều được. Tiếp đến nữa nó còn có khả năng hạn chế được tốc độ, có nghĩa là chúng ta khóa tốc độ luôn. Đấy, phù hợp với cả những cái tiêu chuẩn an toàn nhất là mắc khi mà đi xe đạp điện trợ lực chỉ đạt 25 km/h thôi, thì chiếc xe này nó sẽ đảm bảo được cho các bạn cái điều đó. Còn gì nữa nhỉ? Rất là nhiều thứ luôn. Đối với khi mà hết pin thì chúng ta đạp như xe đạp bình thường. Đấy, nhà sản xuất đang có một cái dung dịch tẩm vật xích này, khi mà chúng ta đi thì nó sẽ tự bôi trơn, ma sát nó sẽ tự bôi trơn luôn. Đấy, để giúp chúng ta đạp nó không phát ra tiếng kêu giữa xích và líp. Thế còn sau mà quá trình mà chúng ta sử dụng ấy thì cái xích líp này nó mòn dần đi, nó khô dầu đi, nó tan hết cái chất đó, thì chúng ta vệ sinh sạch sẽ đi và tra bằng một cái loại dầu chuyên dụng các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái loại dầu đấy để cho các bạn nhìn. Đây chính là một cái lọ dầu chuyên dụng, chuyên dành để tra xích và líp. Và khi chúng ta tra cái lọ dầu này vào thì đây nó là một cái dung dịch màu như màu trắng sữa ấy các bạn nhé. Đấy, khi gặp cái không khí thì nó sẽ kết tủa, nó sẽ bám vào từng cái mắt xích và nó làm bôi trơn, không để bám bụi bẩn như là chúng ta tra dầu luyên các bạn nhé. Nếu mà các bạn tra dầu luyên ấy thì cái cát nó sẽ bám vào cái xích líp, và khi mà chúng ta đi xe ấy, nó sẽ tạo ra cái ma sát rất lớn luôn và nó sẽ nghe tiếng kêu sạt 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 ấy. Thì như thế là đi vài lần là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó hỏng xích líp thôi.
Đấy, còn nếu mà chúng ta tra cái dung dịch này vào, nó sẽ cô đặc lại như sáp và nó chỉ bôi trơn ở những cái vị trí mà chuyển động thôi. Nó rất là hay ở đấy. Đây là một cái dung dịch cực kỳ đặc biệt nha các bạn nhá. Và những chiếc những cái dung dịch này, lọ này là mấy trăm k mình mua, lọ to này thôi. Đấy, còn các bạn muốn thì các bạn có thể liên hệ với cả bên mình để mà mua những cái lọ nhỏ hơn mình chiết từ cái này ra. Đấy, giá bán là 50k một lọ. Đấy. Phải biết cách sử dụng nhá. Đấy, thôi mình bôi tí đây cho đỡ phí các bạn ạ. Đối với mẫu xe Pro này ấy, thì nước sơn của nó các bạn có thể nhìn thấy là nó phản chiếu được xuống đây rất là bóng này. Và mình nhìn thấy cả cái cánh quạt trần nó quay ở trên trần này luôn. Đấy, mình nhìn thấy phản chiếu nó giống như ở nước sơn ở trên ô tô luôn các bạn nhá. Có màu xanh, có ánh kim tuyến ở bên trong. Phản xạ rất là đẹp luôn. Bộ tem thì là bộ tem vàng trắng như này, nhìn rất hài hòa nhá. Về tải trọng của chiếc xe này thì nó được trang bị cái gác ba ga rất là to. Đối với gác ba ga này các bạn tải tổng trọng lượng của xe có thể lên đến 150 kg, vẫn tải ok được và rất là khỏe. Đấy, đi lên dốc vô tư luôn. Dốc tầm 20 độ thoải mái, 20-25 độ vô tư các bạn nhé. Nếu như chúng ta mà tải nặng hoặc là đi lên dốc nhiều ấy thì nó sẽ tốn pin hơn. Nếu như chúng ta tải nhẹ hoặc đi đường bằng thì nó sẽ kéo dài pin được lên, nó sẽ rất là tốt và bền pin. Một điểm mà cần lưu ý khi các bạn sử dụng những cái dòng xe đạp điện trợ lực sử dụng pin lithium ion như những chiếc xe của Anh Huy là khi mà chúng ta sạc pin mới đi về thì quả pin nó đang xả nó rất là nóng. Các bạn không nên cắm sạc ngay tại thời điểm đấy vì cái nhiệt độ nó chính là cái kẻ thù của độ bền của các thiết bị điện tử. Vậy là các bạn phải để nguội nhé. Thì mình sạc pin nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Đó, các bạn lưu ý một cái điểm đó thôi cho mình là được. Còn đối với dòng pin lithium ion này ấy, thì nó là cái pin công nghệ mới. Nên là các bạn sạc như điện thoại của các bạn thôi, cứ gần hết pin hoặc lúc nào thích thì các bạn sạc đều được. Nó sẽ tính theo cái chu kỳ sạc xả. Nếu như ngày nào các bạn cũng sạc xả và đi đều hết pin thì tính ra này nó sẽ khoảng độ 3 năm đến 3 năm rưỡi thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng chai pin. Chai pin là như nào, là ví dụ như bây giờ các bạn đang đi trợ lực điện được 120 km, sau này pin nó yếu, các bạn chỉ đi được 10 km thôi thì các bạn thấy là nó không phù hợp với cái nhu cầu của mình thì các bạn thay cái lõi cell pin bên trong quả pin. Đó, thay lõi bên trong thôi thì nó lại như một quả pin mới mạnh mẽ. Đấy, kéo dài được thời gian luôn, rất là tiện luôn. Và mình nghĩ là càng ngày nhu cầu và cái pin nó phát triển ấy, thì nó sẽ càng rẻ, cho nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Nhiều bạn hỏi là xe này nó là lốp đặc hay là lốp hơi, hốp xăm ấy, lốp có ruột ấy. Thì đây là cái dòng xe đạp điện trợ lực nó vẫn thiên về cái độ nhẹ và độ êm ái, cho nên là nó đang sử dụng cái lốp thông số của nó là 20 inch nhân 4.0 và xăm bơm hơi. Và như vậy thì khi mà chúng ta bị bục xăm thì chúng ta vá như những chiếc xe máy bình thường hoặc những chiếc xe đạp bình thường thôi. Điều đấy là điều rất đơn giản và ở đâu cũng có những cái dịch vụ đó nha các bạn nha. Chúng ta có thể option lắp được thêm cái gác để chân như mình đang lắp ở đây. Gác để chân này là to, gác to này. Đấy, cảm giác nhìn trông cái xe lên nó sẽ rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể lắp được một cái đệm to nữa ở trên này để ngồi người ngồi phía sau dễ chịu êm ái. Đấy, nếu như bạn mà điều khiển chiếc xe này ấy thì nó có cái hệ giảm xóc ở giữa này, nó êm ái cực kỳ luôn. Cộng với cái yên của Anh Huy này, nó cũng là một yên rất xịn, rất to luôn. Nhiều anh em đi đến 10.000 cây rồi mà ngồi mà cái yên này nó vẫn còn êm, vẫn còn như mới, thì các bạn đủ hiểu là cái chất liệu làm lên cái yên này nó không phải là cái dạng là vừa, đúng không ạ? Đấy, và minh chứng là nhà mình có những khách hàng đi cực kỳ nhiều rồi. Các bạn cứ yên tâm là khi mà Anh Huy này nó là một thương hiệu nổi tiếng ở trên thế giới rồi ấy, và được cộng đồng bên Tây họ sử dụng rất lâu rồi, họ đánh giá cực kỳ cao. Và đối với mình ấy, cái việc mà sử dụng một chiếc xe có nó phù hợp với ngân sách cũng như độ bền, mình sẽ đánh giá một cách tổng quan tổng thể các yếu tố chứ không bóc tách từng yếu tố ra một, thì Anh Huy nó vẫn là một cái thương hiệu đáng để chúng ta lưu ý và đưa vào danh mục sản phẩm quan tâm
Đấy. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Xe đạp điện Trợ Lực Channel, một kênh chuyên review về những chiếc xe nổi tiếng trên thế giới và đưa đến cho các bạn những mẫu xe mà phù hợp với cả các bạn luôn, cũng như phân khúc giá tiền. Đấy. Có rất là nhiều phân khúc khác nhau và chế độ dịch vụ bảo hành 15 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất là 12 tháng, nhưng bên mình bảo hành cho các bạn 15 tháng luôn. Quá uy tín luôn. Đấy. Và các cái linh kiện thay thế này bên mình lúc nào cũng sẵn. Đấy, tất cả các bạn nhìn ở trên hình đây là tất cả IC rồi phanh rồi màn hình, nhà mình cái gì cũng có sẵn hết. Nên là các bạn yên tâm là mình nếu có vấn đề gì về bảo hành, mình sẽ gửi nhanh nhất cho các bạn để các bạn không phải đợi chờ lâu gì cả. Bên mình là một bên làm chuyên về Inqui, uy tín số 1 Việt Nam luôn. Và đảm bảo với các bạn là các bạn không cần phải order luôn. Đấy, nhiều đơn vị họ chỉ order 1-2 chiếc gì đấy về để các bạn trải nghiệm thôi. Nhưng tuy nhiên nếu mà đi trong quá trình mà sử dụng ấy, có một sự cố gì xảy ra ấy, thì các bạn phải chờ cực kỳ lâu để order đồ về thay thế bảo hành cho các bạn. Thì đây cũng là một cái mà lợi thế của bên mình. Đấy, bên mình thì về lợi thế là dịch vụ là bảo dưỡng, bảo trì miễn phí trọn đời cho các bạn ở tại hai cửa hàng, số 109 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, và địa chỉ thứ hai là 243-1-22B đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, các bạn đến đấy có rất nhiều xe để các bạn trải nghiệm miễn phí luôn, không mua nhưng vẫn đi trải nghiệm bình thường. Đấy, ok, cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ, đấy, mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng. Ok, xin chào.